Hai chào cả nhà mình nha. Thì bữa nay mình đang ở một cái góc mới để thấy lạ. Hiện tại thì mình đang lập cái AV của mình cho xong, thì lập lưới trước thôi. Lưới thì mình bắn cũng dễ lắm, thì được mấy anh em chỉ là bắn vít này nè, nó sẽ không có bị bung ra, cho nên mình chơi với xé hết. Vít thì vít bắn to nữa, lộn quên, vít bắn to. Rồi kẽm của mình đó, mình xài đây, lưới nè. Lưới này là của mình lấy 1,5 triệu cùng á. Rồi cái này là cái cây 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 bơi ha. Nói chung mình làm cũng bản sơ thôi. Cây này mình mua là 235.000 cây, thì chỗ này thì cũng là mối thôi, ở ngay gần ở Tư Sao. Nói chung là bạn đó hồi xưa cũng nuôi chim cũng biết mình. Rồi quy nhập AV đó của mình thì lưới trước đợt trước á, bây giờ thì nó vẫn còn nguyên tươi tốt, nó không có bị gọi là mục sắt gì hết á. Nói chung là lưới này thì nó cũng, anh em muốn xài lâu rất là dễ, anh em chịu khó anh em mua thêm bình sơn xịt xịt phun vô trong lưới nữa là nó bền lắm. Xài khó khó khi mà hư, với lại ở trên trời nè mưa gió rồi. Để mình đi qua bên kia cho anh em xem, đợi mình xíu nha. Nói chung mình đi như thế này trên đây nè. Lưới ha, gì vậy? Ấy con chim con vậy trên cọng cây à, con cát con phải không? Ở người nha, nó rồi ăn trên ngọn cây à, mình xem con gì, mình thử ra đây. Con gì trời, con còn nhàn con nữa, con gì trời, nó nhỏ xíu xíu à, con còn mình quạch trên đây. Ồ, nó bay mất tiêu rồi đó. Anh em nhìn tổng thể cái AV của mình rất là dễ. Còn cái phần dư đó thì mình lấy lưới mình bệnh, rồi mình bắt tắc cơ vô thôi, mình làm thôi chứ không có gì hết. Khá là đơn giản. Chủ yếu là mình làm theo sở thích của mình thôi. Có tiền nhiều mình làm nhiều, còn không có thì đó, như mấy cái cây này nè, mình làm xong cái mình lấy kẽm mình cột lại. Đó. Đi giữa thì mình không dám đi đâu, nó tại nó rất là yếu nè. Cho nên mình còn có cây sắt ở đó đó, mình lấy cây sắt đó mình leo lên mình ngồi trên đó. Mình mới bắn vít được ở giữa, chứ không là té lội cổ luôn á. Ok, để mình giờ mình làm, để trong khi nào mà xong thì mình chắc mình sẽ chia sẻ thêm. Tí mình sẽ vào nhà mình quay máy chim cho anh em xem. Đúng rồi, hôm bữa ai dặn mình mấy cái bình bắt dây á, thì chờ nó có trái chín rồi mình tới nhà mình cho nha. Đó, nguyên cái lùm xanh xanh đó đó, nó là bình bắt dây ha. Thì cái đó thì dành cho chim ăn, nói chung là mấy con khú mình ở dưới đó, nó hay rỉa lên trên nó ăn lắm. Ok vậy nha, anh em đợi mình xíu ha, mình sẽ vào bên trong mình quay mấy con chim cho anh em xem. Mình vô trong ha. Nói chung là sau một ngày dùng thuốc thì kiến vẫn còn nha. Chưa khay hết, thì khi nào khay hết thì mình sẽ báo cho anh em nha. Thì đây, bị đứa nhỏ ở đây. To bự hết rồi ha, bún lông ha. Tí mình sẽ quay cái ổ kia rồi mình kiểm tra trứng có còn không cho anh em xem ha. Nói chung là nó ấp bữa giờ chắc tính ra cũng 2-3 ngày gì đó thôi, nhưng mà mình sẽ chia sẻ với anh em luôn là cò như thế nào mà không cò luôn hết. Nói chung mà trứng có cò thì nhìn sẽ biết liền à, nó sẽ đỏ đỏ, nói chung là cái đường gắn máu nó chạy vòng vòng trống á. Còn mà trứng chưa cò thì không trống thì nó sẽ giống như là nó trắng gọi là đèn nó chiếu quá luôn á. Kiến con bò tọn 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 đó.
chơi chịu vậy. Cái ăn nào con bự này chắc mở mắt rồi nè. Cha mẹ nó mới tắm nè, đây nè. À, chim đẻ con rồi vẫn tắm bình thường ha. Rồi có trứng hay gì anh em cứ bỏ nước bình thường, đừng có ngại trong cái việc mà sợ nó bị này kia, không sao đâu. Nó sẽ tự biết à. Tụi nó mới tắm. Ông Mái thấy mình bắt con đó là có giò trứng đây. Giò trứng. Vậy. Cơ cầu mà cầu xịn à, bỏ vô để mình quay ổ kia cho anh em xem, mình kiểm tra coi có trống không. Gặp anh em nuôi mấy con bỏ như vậy là nó ào ở cửa bay ra liền á, mình để về mình ngồi miếng nó quen rồi, nó không có gì. Kiểm tra coi nó còn nó ngoài mình dám lấy chứ còn nó trong ó thì bỏ tay ha. À, nó ngoài rồi. Ra ngoài trước khi anh em bắt thì tay anh em phải khô nha, không ướt không gì hết nha. Đây đèn bỏ sẵn ha. Rồi trứng này không trống nè anh em thấy không? Không có trống rồi. Nè. Nhìn rất là dễ nè. Nhìn thấy cái bọng bên trước nè. Đó. Một quả không trống. Cái trứng nó kỳ cục nha, anh có đó nè. Này, trứng này có trống nè. Nó có đường máu chạy nè ha. Đây nè. Mà cái trứng này cũng khác người. Đúng rồi luôn. À, dạo hai trứng khác nhau trời giật luôn. Trứng này không thấy hả ta? À, nó cũng mới rồi. Rồi xong hiểu luôn, trứng này bị lủng rồi. Coi như là hư rồi. Nè, lủng lỗ nè. Đó là ha, y như một căn luôn, lủng rồi, xong rồi. Chắc lụm trứng luôn, kìa này chân à. Trứng này áp kia dựng nguy hơn hết á. Tại vì cái móng chân của con chim mẹ nó nhảy ra nó bấu vô. Thôi, để từ từ luôn, để cho nó áp. Thì đã cho nó quen nó đi rồi. Đó. Hàng chi không thấy gì hết là nó hư rồi nè. Này ha, giờ mình nhìn làm sao biết nó nứt hay này kia nè. Chỉ cứ gọi đèn vô thôi là mình thấy nó nứt à. À, nè ngay trên giữa nè à. Cái lỗ này cái lỗ này nè cầm lên đâu thấy đâu ha. Không, cầm lên sao thấy biết được, để lên mới thấy nè. À, từ thấy à, xong luôn. Đứa này coi như xong nữa, chuẩn bị làm chú nuôi cho bên kia nữa. Đẻ không ấp được thì thôi, không nở thì
con kia lớn ra cho qua đây cho làm vú nuôi vài bữa. Cái ao bị to rồi đó là mình dùng để là mình dọn tôi này đi nè. Đó, mình sẽ dời hết mấy con chim này từ trong này ra ngoài kia luôn. Rồi ở đây mình sẽ dọn trống đây. Mình làm cái hát. Cũng chưa dự định là sẽ làm cái gì nữa. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người clip sau ha.